Bây giờ là các anh em sẽ qua cầu Cao Lãnh, sau đó đến một cái cây cầu bắc ngang sông Hậu nữa là mẹ có lấy ra cái bạch cho em đeo. Nó cho con cái này. Các anh em sau một hành trình dài thì cũng đã đến nơi rồi. Giờ đến Long Xuyên. Mời hai mẹ con xuống ha. Phải công nhận một điều là hai mẹ con đi xe giỏi ghê á. Mày ở dưới ghê á, quen á. Dạ hả? Đấy, mệt dữ không Hương? Đúng rồi. Dạ không. Dạ hả? Cô bác anh chị biết không là kêu nói ăn cơm nói thôi, dạ em không đói. Ngày xưa em sanh làm ăn có gói mì mua. Hả Hương hả? Bây giờ phải ăn nhiều vô để đâu mẹ điện về mẹ nói anh Hồ với anh Một Đồng không cho ăn cơm nữa. Đúng không? Thưa với cô bác quý anh chị là Bùi Hồ mới vừa chạy phải nói là hơn 100 cây rồi. Hơn 100 cây thì bây giờ đến khu vực của thành phố Cao Lãnh thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp á. Bây giờ ghé một cái quán cơm. Quảng cáo của quán cơm luôn, quán cơm xe tải Thanh Trúc. Quán cơm này cũng khá là ngon luôn. Và muốn mời hai mẹ con ăn cái món canh chua ha. Thích ăn canh hay thích ăn món chiên? Thích ăn món chiên. Vậy hả? Không thích ăn canh. Ăn canh. Dạ hả? Rồi thôi bây giờ mời hai mẹ con xuống ha. Đây cái quán cơm phần gia đình Thanh Trúc. Mình có trâu bò sông đá là những gì không biết luôn. Nhưng mà mình rất là thích cơm phần của quán anh chị. Bây giờ mời cô bác anh chị cơm nha. Cơm. Hai mẹ con lần đầu tiên đi xe quen rồi. Đi xe nó giống như đi ghe không? Hả? Mệt không? Đó giờ có về Đồng Tháp lần nào chưa? Chưa. Đô la. Em không có đi đâu xa chưa? Chỉ có đi tới Bình Dương thôi cái gì? Dạ. Đô la ơi. Dạ. Bây giờ mình có bán cái gì? Ở đây mình múc bữa cơm chua với Bùi Hồ á. Đến một cộng lại trời em hơn. Rồi hai mẹ con ăn gì tự chọn nha. Bé Hương. Dạ. Chọn đi rồi kêu nha. Em ăn gì? Lấy canh thịt bằm cho bé ăn nha. Canh thịt bằm ha, dạ. Còn em? Thôi em mà hai mẹ con ăn chung được rồi. Hai mẹ con ăn chung được rồi. Thêm món nữa, món kho nữa chứ. Ăn đi em trả tiền. Đem được nhiêu tiền về quê? Em... Thôi em ăn canh được rồi, em biết ăn gì hết. Có ăn đồ chiên không? Cá em cũng ít ăn. Em ít ăn cá. Ở đây, 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 cái quán này nó có cá hú. Lẩu á, thì có cá hú, cá lóc, cá gô lương. Canh này giò heo, bầu nấu tôm với lại thịt bằm. Khổ qua nấu tôm, thịt bằm, giò heo nấu măng. Xào, kho. Rồi bây giờ bầu đúng không? Dạ. Ăn bầu nấu tôm với thịt bằm. Hai mẹ con ăn món đó được đủ rồi. Cho ăn ít vậy? Anh Đồng ăn gì nè? Cá gô, cá lóc, cá hú luôn. Cá nhiều anh Đồng ơi. Bầu nấu tôm ha. Với lại cà pháo mắm tôm ha. Mắm tôm thịt luộc nha. Với lại cá... Cá gô, cá lóc, cá hú. Ừ. Cá nào cũng được đúng không? Cá hú kho đi thì có mỡ hơn. Ở đây không có thịt cho anh ăn rồi. Củ qua xào trứng nè. Với lại củ qua xào trứng. Rồi. Hai mẹ con biết hồi đó giờ có biết Đồng Tháp không? Không hả? Dạ. Có biết An Giang không? Dạ biết. An Giang ở dưới quê là chỉ biết chỗ ở thôi à. Chứ dạ có hả? Đi đâu chứ. Dạ hả? Cô chú anh chị nói là bé Hương mà làm lại cái hàm răng á là đẹp lắm. Nên bé Hương thì nói là thôi để lo làm trước đi anh ơi. Dạ. Ngày xưa là 50kg, bây giờ còn có 40kg à, giảm xuống 10kg. Anh ở Lan uống cũng khó khăn, bao tử giống như nó bị ngỏ lại đúng không? Ăn chút xíu hả nò. Ăn chút xíu nò hả? Cố gắng. Nguyên ngày ăn chừng chén cơm hoặc có mì giờ quen luôn rồi. Anh có lời khuyên gì nè? Mình á là phải ở một thân một mình, thành thử là mình phải nuôi con mình nữa. Dạ. Thành thử phải ăn nhiều một tí xíu. Ăn nhiều thì mình mới có sức khỏe để mình nuôi con mình. Đúng không? Mình sớm đi lùm đùm nguyên cả sớm là khiên thùng khiên sữa thì đủ thứ á. Như sáng là quên bịch tả ở lại rồi. Quên bịch tả ở lại hả?
Hồi đó giờ không có đi đâu chơi hả bé Hương hả? Chỉ biết đi làm công nhân thôi đúng không? Đi làm rồi về. Đi làm là ăn cơm bữa sáng không có ăn sáng. Cái là chỉ ăn bữa trưa thôi rồi tối là về là xong. Ăn bữa trưa thôi hả? Dạ, đi làm cũng ăn có một buổi. Dạ, cho em một phần cơm bầu nấu cơm thịt bằm. Bầu nấu cơm. Rồi. Tiếp tục. Anh kế anh. Cà pháo mắm tôm. Rồi. Cá hú kho. Củ qua xào trứng. Rồi vậy ha. Cho em cái chén với cái muỗng cho bé ăn nha chị. Thì bao nhiêu người bao nhiêu chén muỗng luôn? Mình bao nhiêu người? Ba người. Một. Chị đi rồi. Tối nay mới cảm thấy bỡ ngỡ nè. Hương ơi, dạ. Em về dưới đó thì sẽ trước tiên là ở đó làm quen với môi trường 2-3 ngày. Dạ. Rồi sau khi làm quen xong rồi thì em mới đi học. Tại vì cái tiệm tóc cũng đã hỏi rồi, thì anh sẽ hướng dẫn em lại cái tiệm chỗ đó luôn. Dạ. Nha. Có thể lại trước rồi khi mà mình học nghề á là mình phải cúng tổ nữa. Dạ. Lại phòng mình ngày nay mình cũng mua một ít trái cây mình cúng. Cho bé, có em bé ngủ đừng giật mình. Mua trái cây rồi cúng luôn. Sao em nói sao? Đại tháng với thôi nôi á, em không biết cúng nên em không có cúng cho bé. Dạ hả? Dạ. Không có đầy tháng thôi nôi gì hết đúng không? Ủa sao khóc nữa? Nhắc tới khóc nữa. Có gì đâu, từ từ. Khóc hoài. Khóc sao vui được. Chút lấy. Cái gì? Lấy gì con? Đổ muỗng. Chưa ăn nữa lo đổ muỗng rồi. Biết muốn ăn không? Dạ biết. Dạ hả? Bữa nay là giờ chỗ này là Hương đãi nha. Dạ. Hiểu không? Dạ. Tiền em bỏ trong xe rồi. Trong cặp đồ. Dạ hả? Dạ. Chậu này 200.000. Em có tiền. Hả? Em có tiền. Em có tiền. Bây giờ chơi cũng tiết kiệm lắm. Tiền là cũng giữ đó. Quý Mạnh Thường Quân gửi là còn giữ lại hết à. Ừ. Có sử dụng thẻ gì không Hương? Có. Lúc đi làm công ty đó có tài khoản. À, bây giờ vẫn có tài khoản đúng không? Thì bây giờ chừng nữa tiền á gửi vô tài khoản đi, để tiền ở ngoài hết thôi. Rồi cần thì mình rút. Bây giờ cô bác anh chị biết là lo nhất là gì không? Ở dưới rồi xong là không có chiếc xe đi lại. Đó, à, bây giờ hai mẹ con chắc lội bộ đi làm quá. Dạ, gần đi bộ được, em muốn đi bộ được. 5 cây đã. 1 cây đi bộ. Chưa để em lấy xe, kiếm chiếc xe đạp em đi. Xe đạp sao kiếm, ta đâu bỏ ngoài đâu kiếm. Thôi ăn đi. Nói vậy chứ đi xe đạp hay là mua xe gắn máy? Xe đạp cho đỡ tốn tiền. Xe gắn máy nhiều tiền. Hương nói là hồi đó giờ ít chạy xe lắm. Tại vì sống ở dưới ghe quen rồi. Đi làm là ngày xưa đi làm là sao? Đi xe đạp hay sao? Dạ đi xe đạp. Đi làm bằng xe đạp hả? Nếu mà có mua xe thì chắc mua xe 50 á. Rồi có tiền đâu mua? Mua xe 50. Mua xe gắn máy 50 đúng không? Gắn máy 50. Mà nó cũng mất tiền lắm, mấy triệu đâu. Nhớ là cô chú anh chị đã tạo điều kiện cho mình đi học thì mình phải cố gắng lên nha. Ở nhà là ba mẹ với ba cũng kỳ vọng lắm. Rồi mấy cô, mấy gì nữa. Nên là mình phải cố gắng. Dạ. Gạt đi nỗi nhớ để mà đi học. Mà Út Nhất có gặp Hương là Út Nhất này học được, nhìn gương mặt nhìn sáng. Mà anh thấy gương mặt nhìn sáng đó, chắc em sẽ tiếp thu nhanh mà học được. Dạ. Lúc em làm công ty may á, em chưa biết may, cái em vô em xin làm thợ phụ á. Mà người ta chỉ em may, vô ngồi may cái là em làm thợ may luôn. Là không có làm thợ phụ. Ngày đầu tiên vô làm thợ may luôn. Nhà đầu tiên vô làm luôn hả? Không biết may. Dạ. Mà người ta chỉ sơ qua một cái lại may được luôn. Ôi trời ơi, giỏi vậy. Chỉ một ngày một là làm được luôn. Chỉ có một buổi sáng là buổi chiều em may à. À, vậy là rất là khéo tay nha.
mà vừa khéo tay như thế này vừa tiết kiệm nữa, khách người ta khi mà mình làm tóc á người ta hỗ trợ tiền tiếp mà là mau dư lắm á. Hồi đó là hai mẹ con sử dụng nhiêu tiền ngày? Em lo cái đó chứ em mà ăn ngày có 25 ngàn, 30 ngàn là nhiều lắm rồi. Cái gì? Em là ngày có 25-30 ngàn là nhiều rồi. Ăn gì mà ngày 25 ngàn là sao? Giờ ăn có một buổi cơm trưa, đi làm là ăn có một buổi cơm trưa. Hai mẹ con mà đi học á là bé thì em gửi tháng 2 triệu mấy, 3 triệu, 2 triệu 7. Lúc còn nhỏ thì 3 triệu, mà giờ nó lớn đỡ cái gửi còn có 2 triệu 7. Hai mẹ con là đi học phải có cái tủ lạnh, tại vì có tủ lạnh để đồ nhà, tối đi làm về trễ á lấy đồ trong tủ lạnh cho ăn. Chứ bây giờ đi chợ đâu được. À ra anh, tụi anh thấy em rất là thương em về cái hoàn cảnh của em, và tụi anh sẽ kết nối với Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho em hết mình. Dạ. Cái công việc của em là chỉ cố gắng đi học và lo cho con của mình là được rồi. Nha. Bé Hương nói là cái dòng này nè là mẹ của em cho em. Dạ. Mẹ nói là sao? Mẹ có lấy ra cái bà cho em đeo. Nó cho con cái này. À, đây là coi như là cái kỷ vật mà mẹ truyền lại cho con gái trước khi đi xa. Chứ hồi trước thì cứ toàn là ở nhà ở chung với mẹ không, đúng không? 3-4 năm nay ở chung với mẹ nên thành nữ là cả sớm đi khóc quá trời. Với cái dòng đó là mẹ có nói như thế nào không? Dạ. Dạ không, mẹ có nói là cho em đeo thôi. Thấy quý không? Thật ra cái dòng nó không có giá trị là bao nhiêu, tuy nhiên đó là cái món quà mà mẹ của mình có được quý nhất đeo từ đó giờ trao cho Hương á. Dạ. Nên là nữ là Hương là phe liền. Ngày xưa đi làm không có dư luôn Hương hả? Dạ không. Là em nhịn ăn dữ lắm mới đủ, vừa đủ xài á. Dạ hả? Nói tới là nước mắt nó chảy ra. Nói tới nước mắt trào ra. Dạ. Thấy ngủ gì vậy? Rồi, đây là cái món bầu, tôm nấu bầu ha. Cá hú kho tiêu. Mình biết ở đây cái quán này tại sao nó đông khách rồi đó. Thứ nhất là khách đợi nè. Thứ hai là ăn ngon mà tại đợi quá lâu. Quán này đợi lâu lắm mọi người. Mời cô bác anh chị dùng cơm với lại Bùi Hồ với lại Một Đồng với lại Hương nha. Hai mẹ con ăn mỗi mẹ 3 chén, con 2 chén. Rồi em chan cho bé đi. Bộ canh đó cay không ta? Không. Cay cay thì bé ăn được mà. Con tôm cũng khá là to. Đồ ăn này là đồ ăn tươi nha. Anh là nữ là chủ quán là làm hơi bị lâu. Đây là cá hú kho nè. À, vàng ươm luôn ha. Quay vào mẹ xong rồi. Bây giờ mời cả nhà nhé. Mời Hương dùng cơm ha. Mấy anh em giờ cũng đang đói quá cả nhà. Giờ mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Bây giờ là các anh em sẽ qua cầu Cao Lãnh, sau đó đến một cái cây cầu bắc ngang sông Hậu nữa là cầu Vàm Cống. Còn cầu Cao Lãnh này là bắc ngang sông Tiền của bác anh chị. Cầu Cao Lãnh này thì bắt cũng khá là lâu rồi ha. Chỉ còn 38 cái số nữa thì Hương sẽ chính thức có mặt tại miền Tây, tại vùng đất Long Xuyên, An Giang để mà làm lập nghiệp ngay tại miền Tây. Cũng mong rằng là em sẽ cố gắng để mà học để không phụ lòng quý Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị đã trông mong. Và đặc biệt là Hương có nói là em phải quyết tâm học vì ở nhà thì mấy cô cũng đợi, rồi mẹ cũng đợi. Mong rằng là sự nỗ lực cố gắng của em cũng như là may mắn để cho em có một cái nghề ổn định, em có thể nuôi được con mình và gửi tiền về chăm sóc cho cha của mình. Đây là một cái đường cao tốc nha cô bác, giống như đường cao tốc đó. Bộ hồ chạy cũng khá là nhanh. Rồi lúc nãy bé con của Hương đi cùng xe cũng khá là tốt. Bỡ ngỡ không Hương ơi? Dạ có. Khó hả? Dạ. Sợ không?
lo gì? Thì lo ở mình vậy đó. Con gái mà yêu với lại ở có mình có con nữa, thành nữ là cũng sợ sợ đúng không? Dạ. Nhưng mà ở nhà trọ quen thì em cứ việc yên tâm đi. Hả? Gần tới cầu Cầu Lãnh rồi. Bây giờ ở miền Tây thì ít phà lại. Trước đây thì có phà Cầu Lãnh, thì có phà Vòng Cống, thì bây giờ thay vào đó là cầu. Cái đường này là mình đi qua cầu Vòng Cống rồi chạy thẳng xuống Kiên Giang luôn quá không chị? Em sau một hành trình dài thì cũng đã đến nơi rồi. Giờ đến Long Xuyên. Mời hai mẹ con xuống ha. Giao hưng cho chị nha. Ở đây thì có chị Kiện cũng khá an tâm. Sợ con chó. Đây mẹ nuôi. Dì chào con. Dạ chào cô. Em có biết gì không? Dạ không. Hả? Còn hay lạ. Mới gặp nhau mà. Còn hay lạ chứ. Dạ không. Lạ không? Lạ. Đi xe có ấy không? Không. Khỏe hả? Đây là chị Kiện. Em kêu bằng chị đi. Dạ. Gì, chị kêu gì cũng được. Gì cũng được. Mẹ nuôi cũng được, muốn kêu gì đó kêu. Tại nó thích kêu gì kêu. Mai mốt thì em ở gần chị Kiện. Chị Kiện dạ. Ở đây sẽ lo cho em hết à. Dạ. Chị Kiện hôm trước nay mướn trọ, ấy trọ xong hết cho chị. Rồi đi Đà Nẵng luôn hay gì? Coi phòng cái luôn ha. Ừ, coi phòng đi rồi chút mình quay lại đây. Em bánh xèo. Chị quay lại nhà gì ăn bánh xèo. Dạ. Mời chú Hồ, chú Một Đồng. Dạ. Bữa nay sẵn hai chú ghé rồi chứ Hương về đây nè. Dạ. Làm dạ. Cái bánh đãi cho nó. Dạ. Chú. Rồi em cũng con dịch kìa. Để cho bé Hương cúng luôn. Để mua hai con ăn gì hết. À. Cúng chứ cúng sao ăn con được rồi ở đây làm thêm. Thưa bà ngoại ơi. Đô la. Chú ngoại ơi. Ngoại. Lạ quá lạ đó. Dạ bữa dạ. Quen à. Dạ, bây giờ lại coi phòng trọ trước nha Hương dạ. Nha. Dạ. Dạ. Đấy, chị Kiện hồi sáng giờ là gì? Kiện hồi sáng giờ là lo dọn phòng cho em á. Dạ. Ồ, tôi nghe chị ha. Chị sáng giờ lo phòng. Đây là mát tự luôn. Ồ, da sao này mát dữ ta. Thôi đoạn à. Ở đây rất là an ninh luôn nha. Nè, muốn an ninh nữa chị kêu người ta pha cái cửa bắt ngang đây, mẹ con xài ở đây luôn nè. Dạ. Là khỏi qua lại mình mở cửa sau, mở cửa này hai cửa. Hai cửa này để thôi đồ. Để chị mở cửa ra. Ừ. Im quá ha. Chị Kiện nghèo lắm. Chị Kiện chỉ có được mấy cái phòng trọ nhỏ à. Đây là 800.000 đúng không chị? Bên đây là 1 triệu, bên đây là 800. Dạ. Để chị mở hai bên coi thích cái nào. Vô hồi bật rồi. Ở đây thì có ghét thì có em bé thì anh nghĩ là hay mình con ở dưới không? Đúng rồi. Đúng rồi, phòng sáng không? Dạ sáng. 800.000 một tháng hả chị? Mà có gác lửng luôn. 1 triệu. Triệu có gác. À, phòng kiểu hả? Có tay đủ luôn. Ờ, à, mình nó có... Ô, bên đó có cái cửa bên đó nữa. Bên kia có cái mát cửa quá. Không? Mát quá. Bên đây là phòng này là phòng tốt đã miễn lắm, nó tối. Dạ. À. Cái phòng nó cũng tối nha. Nhưng mà hai mẹ con ở gác thì nguy hiểm. Bên sợ leo lên. Nó mới leo lên đâu. Để con không biết cái dạ. Nào đấy, để dì mở qua đây cho con coi cái nữa nha. Dạ. Thấy được không? Thấy chỗ ở đẹp chưa? Dạ đẹp. Lúc trước em ở là ở Sài Gòn là cái phòng nó bự như gì không Hương? Dạ không, phòng nhỏ xíu à. Dạ hả? Dạ. Chỉnh phòng thấy yên tâm không? Ở đây là an ninh luôn á. Em ở đây. Ở chỉnh một phòng như gì là có 1.5 triệu, 2 triệu. Ừ. Chị Kiện thì đã chuẩn bị đổ bánh xèo mời em ăn nữa kìa. Đó. Chị vui lắm. Kêu bằng gì đi? Dạ. Gì đi. Gì hay là ngoại nó muốn kêu sao cháu, kêu? Cháu. Chị chơi với bà bạn là nó giao cho chị 20 năm nay rồi đó. Dạ. Bên đây thì hơi tối hơn tí xíu bé Hường. Đây thì có cửa sổ nè, mở ra. Có cửa sổ. Này lúc trước là ở vào lớn ta có một ta gánh lan mà chị tháo ra.
Đâu? Mang giày vô luôn đi. Ba ta. Vô đi bé Hương. Ba. À. Ở đây cái đèn kia nó chưa bật được hay chị? Đâu? Thành nữ nó tối hơn. Đó. Đó. Rồi hai phòng thích phòng nào? Phòng này 800, phòng 7 triệu. Không thích phòng bên kia hơn. Bên kia hơn sáng, đúng không? Dạ. Ừ. Mà nó mát. Dạ nó sáng. Qua bên đây đi. Đó. Nó sáng. Em cũng thấy bên đây nó sáng hơn nè. Với nó thoáng nữa anh. Đúng rồi. Dạ. Bên đây có gió lùa vô á. Dạ. Đúng rồi. Hơn thích phòng này không? Dạ thích bên đây. Đúng. Em thích bên đây. Ừ. Đẹp hơn. Nó xuống rồi. Thì thấy sáng. Chị nghĩ là chị nghĩ là phòng bên đây nó nhiều khi có khách hứa đồ lại ba mẹ nó ghé có chỗ ngủ được. Đúng không? Dạ. Nó thoải mái hơn. Ừ. Đó xếp vô đi, để bé Hương rồi đi vô chị kiện đi vô. Đi vô. Xe vô là con đậu xe nó cũng tiện. Anh nãy nở bên phòng tôi đụng kế này. À. Nãy được lắm. Vậy là nhờ anh làm. Cái phòng bên đây em thấy nó sáng quá nè. Dạ. Mát nữa. Có cửa đi ra. Ồ, nhà vệ sinh toilet kìa, cũng xịn luôn ha. Bản đâu có khác hết trơn à. Dạ. Đúng không? Bà làm nếu là con kỹ nữa gì kêu hàng cửa đây nè, cái con ở mình nên con sử dụng nội bộ này cũng phơi đồ. Kêu hàng cái cửa luôn đúng không? Dạ. Ở hàng cái song sắt. Song sắt á. Cho ta không đi ra vô. Dạ. Mình không ở bên đây của mình thôi. Ừ. Dạ. Thôi vậy bây giờ em thấy như thế nào, chịu phòng này không? Dạ chịu, em thích phòng này. Thích phòng này đúng dạ. Không? Nó sáng với lại nó thoáng mát con. Với lại mẹ em là có lên thăm thì cũng có chỗ để ngủ nghỉ. Dạ. Rồi bây giờ tạm thời là học là hôm trước là chị Kiện hỏi giùm luôn á. Chị dạ. Kiện kiếm cái chỗ học cho em luôn á. Ở gần đây không cô? Đây cũng nhớ chừng 15 phút, 10 phút à. Dạ. Là chỗ gì cắt tóc luôn nè. Chỗ cắt tóc là 10 năm vừa cắt không chỗ mà là 9 giờ mỗi tiệm ra xuống mình xuống trước 9 giờ mình quét dọn. Dạ. Mình xuống nhớ xuống dưới người ta hướng dẫn con. Dạ. Rồi học phí sao chị nói luôn chị? Học phí là 15 triệu là một khóa. Dạ. Một khóa 15 triệu như là gì nói hoàn cảnh của con vậy đó. Dạ. Là bạn của dì nói là thôi giờ lấy 10 triệu. Còn 5 triệu cũng như 15 triệu mà còn 5 triệu đó để là chủ tiệm á là tặng cho con một cái bộ đồ nghề. Bộ đồ nghề cũng 4-5 triệu. Dạ. Đó, còn theo như người ta là lấy thẳng 15 triệu. Còn đóng 15 triệu thì chú đó là mua đồ đạt cho con là cũng 4-5 triệu kéo nồ đồ đủ đầy đủ luôn. Dạ. Đó. Rồi khi nào xuống dưới thì dì dẫn với chú Hồ nè. Dạ. Bữa nào nghỉ khỏe đi rồi đi. Ở hiện nay thì Mùi Hồ nhận được hai sự hỗ trợ. Thứ nhất đó là sự hỗ trợ của anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ. Đó, hôm trước thì anh gửi cho Mùi Hồ 10 triệu thì có mua đường với lại mua phô cát. Thì còn lại bao nhiêu thì chị nữa Mùi Hồ sẽ thông báo với lại anh. Thứ hai là cô My ở Mỹ cũng muốn hỗ trợ cái tiền học phí cho bé. Cho bé Hương. Ở bây giờ lo nhất là chỉ còn mới vậy không? Không, chưa có chiếc xe. Đó. Chỗ ở thì có thể ổn rồi đó, với lại chỗ học thì cũng được. Bây giờ trước mắt còn thì chưa có chiếc xe thì chị cho mượn đỡ cái xe chạy, xe lấy xe chị đi, xe đạp cũng được. Dạ. Chị có chiếc xe đạp của Nhật. Được không? Con biết dạ. Chạy không? Dạ biết. Nếu mà xe gì rảnh thì con lấy xe Honda gì đi cũng được. Dạ. Đó. Hoặc là mua cái chiếc xe có phải có tiền thì mua xe đạp điện cũng được ha. Mà xe đạp điện mau hơn. Không đó nghe nè, mình không biết xài mua xe đạp điện sau này hối hận lắm. Đúng rồi. Thời gian là nó hư là cái bình nó hư là trục chặt khó lắm, để ráng cố gắng thời gian đi. Dạ. Rồi bây giờ thứ nhất chịu cái phòng này rồi đúng không? Dạ. Thì dặn chị để hai phòng thì em lấy phòng này. Phòng này đều mỗi 1 triệu tháng thì anh Nhiêu hỗ trợ cái số tiền đó cho em. Dạ. Đó, rồi sau đó là còn học phí thì cô My à. Bây giờ lo nhất là chỉ còn cố gắng là lo học với lại coi để anh còn cái tiền ăn uống với lại lo giữ trẻ thôi. Giữ trẻ thì không biết như thế nào chị. Ở đây trẻ thì tháng coi 1.5 triệu à, tháng 1.5 triệu tạ đảo lại. Ừ. Tại vì tính Mùi Hồ với lại anh Nhiêu tính do học rồi tối đi có thể là đi phụ rửa bát
ở ngựa ly đồ quán ly đồ quán rồi. Nhưng mà học vậy là không có thời gian, không có thời gian rồi bé nữa. Thế lại bữa tối em đi không ai giữ bé nè, tối gửi cho bà ngoại nè. Dạ. Nói đó vậy cho về xong rồi cái nó từ nó quen là nó theo gì à. Dạ. Nó con nít nó khoái gì lắm, nít nó khoái gì lắm. Bây giờ trước mắt ở đây đi, gì có gì thì cho con ăn nấy. Dạ. Mà nhà gì thì đó con đồ ăn đó. Đồ ăn thì con ok đi, nhà gì có đứa con một phần. Dạ. Đó. Thì thôi thì bây giờ chắc có lẽ là cũng thông tin với cô bác anh chị, hiện nay thì Hương cũng đã tới lại được thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Ngày hôm nay thì coi phòng trọ, rồi ngày mai thì sẽ đi đến cái tiệm mái tóc để gặp anh thợ, rồi để mình bàn tính luôn. Ha. Mai sáng mai cỡ. Rồi sau đó là mình 9 giờ. Bữa nay là như mấy giờ rồi? Để em coi cả mấy giờ. 3 mấy. 3 giờ mấy rồi mua đồ không kịp đâu. Bữa nay là không thể nào mua mùng chiếu gối đồ kịp. Trước mắt thì bây giờ đóng cửa phòng là đặng ngủ với con gì cũng được. Dạ. Được không? Dạ được. Là ngủ nhà chị luôn? Ừ. Vậy là tốt quá rồi, còn gì nữa. Đỡ tốn tiền nữa. Được không? Dạ được. Dì nói dì nói trước nè, dì mà dì cháu hồi nào giờ không có biết. Dạ. Mà biết ra là thương con lắm, thì coi trong cái clip là thương con lắm đó. Nhưng mà thấy nhỏ xíu xíu hơn. Rồi nói gì với lại dì đi. Dạ cảm ơn dì cũng đã giúp đỡ và thương cho con. Thầy hứa với dì cái gì không? Dạ. Mai mốt con học thành đại xong con bỏ con đi Sài Gòn. Dạ. Còn dì nói con là gắng cố gắng lập nghiệp đi, rồi đặng mình đào tạo cái nghề nuôi con rồi cha mẹ già nữa. Dạ. Rồi. Gắng dì ở đây có gì thì hỗ trợ với dì. Dạ. Đó. Bây giờ nói lời cảm ơn với mạnh thường quân, rồi nói với lời cảm ơn với lại chú Nhiêu, em kêu chú Nhiêu đi, là cô My ở Mỹ. Yeah. Ha. Dạ. Yeah. Con cảm ơn chú Nhiêu với lại cô My ở Mỹ đã giúp đỡ cho hai mẹ con có chỗ ở với lại có được cái chỗ học nghề. Dạ con cảm ơn nhiều. Rồi cảm ơn cô dì Kiện nữa là được rồi. Dạ cảm ơn dì Kiện đã lo cho con được cái chỗ ở. Rồi. À, chưa? Dạ. Vui không? Dạ vui. Lát nữa điện về cho mẹ hay liền nha. Dạ, dạ nói là có đâu là nói với mẹ con gửi gắm. Có coi cái clip đó là mẹ con có gửi gắm cho dì. Dạ. Nói với mẹ con là chỉ có đôi lời nói với mẹ con an tâm đi, dì ở đây không phải người ta đâu, chứ dì cũng xứ lạ quê người. Nó muốn khóc nữa kìa. Sao muốn khóc nữa rồi? Ngày xưa dì cũng như con thôi. Đó, dì cũng muốn khóc luôn rồi. Thấy tội ha chị ha. Không. Thấy rồi. Nhận làm mẹ nuôi luôn đi. Dạ. Mất kêu bằng má. Có mẹ rồi giờ kêu bằng má. Dạ hả? Dạ. Sao rồi, chị à? Có đôi lời chị cảm ơn anh gì? Anh Nhiêu. Anh Nhiêu ở Mỹ giúp đỡ cho bên Hương. Bé Hương. Rất cảm ơn nhiều. Với chị gì? Chị My ở Mỹ cho tôi xin cảm ơn giúp đỡ cho Hương. Gái nuôi tôi. Không có biết lời lẽ nhiều, có gì thông cảm. Thông tin với cô bác anh chị á là chị Kiện này coi cái nhà trọ này cho bạn của chị thôi. Nên là chứ không phải là cái nhà trọ của chị. Không phải của chị. Kia. Dạ. Gần cái bên đây luôn. Ở Bùi Hồ dám nhầm mạnh dạn là đưa Hương về đây á, tại vì có chị Kiện ở đây. Thứ nhất là gần gũi, thứ hai là nhà trọ này chị sẽ biết được ở trong nhà trọ này nó an ninh như thế nào. Nên là thử là Bùi Hồ dám để Hương ở đây vì có điều kiện và có được cái việc học và cũng như là ở ngay tại chỗ này á là nhờ quý mạnh thường quân. Và trước tiên á là nhờ của cô sự giúp đỡ của cô My ở Mỹ cũng như là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ đỡ hỗ trợ cho Hương có thể bắt đầu lại một cái cuộc sống mới. Ít ra thì cũng tươi sáng hơn tí xíu so với ở trên cái số Việt Kiều ở Sài Gòn. Yeah. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mời cô bác anh chị là nhà chị Kiều dùng miếng bánh xèo đổ hồ phi ở giờ. Rồi thôi ha. Yeah. Nhận tiền cọc không chị? Sao cũng được. Thôi thiếu đi. Thiếu đi. Bánh xèo nhà chị Kiện đổ từ khuya qua đến sáng hôm nay mới xong, đợi tới chiều mới ăn. Ở đây thì có cải nè ha. Lá này là lá lốt, là rau gừng. Đó, rồi salad, rồi dưa leo,
Rồi rau thơm hả chị ha? Lá tía tô, lá tía tô này ở Nhật là mắc tiền lắm á, một lá là hình như là tới ngàn mấy đồng á. Rồi đây là cái con vịt, con vịt quay. Ở đây là bánh xèo nha cô bác anh chị. Bánh xèo ở đây của chị thì có bông điên điển. Bông điên điển này của người ta hái hay sao chị? Hái đây. Có hai loại, loại Đài Loan ha. Loại Đài Loan với lại chị mua đây, mua đây. À, này là loại đồng luôn ha. Dạ, ở trong này là thịt vịt băm. Ờ, cô bác anh chị ngon không? Hương ăn nhiều vô nha. Em ăn ba cái em mới nghỉ á. Ngồi cái mẹ nuôi là ăn phải cho giữ vô. Để cho bằng mẹ nuôi. Rồi, ở đây là nước mắm mần hả chị? Nước mắm là chị làm đó. Chua ngọt. Ngon ạ. Rồi thôi mời cả nhà cùng dùng ha. Để thôi nói là nói ăn bánh xèo hoài mà không quay bánh xèo.